Ủa ông đang làm gì vậy? Ông thấy tôi đang đứng gì coi gì hả? Nó đứng gì giống như trong phim kiếm hiệp vậy. Đang làm gì vậy ông nội? Tôi đang điều khiển mặt trời kìa, ông thấy không? Cái gì ghê vậy? Điều khiển mặt trời không? Từ ở đây mà mặt trời tôi nói bảo đảm trong vòng vài phút tôi điều khiển mặt trời đi qua tính bên đây luôn. Ghê vậy? Cái vụ này mới nghe nha. Tôi đang điều khiển mặt trời kìa, ông thấy không? Cái gì ghê vậy? Điều khiển mặt trời không? Từ ở đây mà mặt trời tôi nó bảo lắm trong vòng vài phút tôi điều khiển mặt trời đi qua tính bên đây luôn. Ủa vậy là ông có một cái gì siêu nhiên trong người hả? Không phải đâu, cái này gọi là thanh nhiên. Đâu đó, mấy ông nào phải không? Khoảng bao lâu thì mặt trời mới di chuyển được? Nếu mà tính mà tốc độ á, cũng là trong thời khắc, nhưng mà tôi không biết bao nhiêu thôi. Rồi, để cho mặt trời đi, đang điều khiển này phải không? Để nội công tôi mạnh không? Rồi, để tôi coi kết quả coi mặt trời có di chuyển theo ý của ông không? A few moments later. Rồi, ghê vậy, hồi nãy mặt trời ở ngoài giờ nằm chui vô trong tán cây luôn hả? Ghê vậy? Rồi, mặt trời tôi thấy nó di chuyển thiệt luôn ơi, sao ghê vậy? Hả? Tôi đã nói ông rồi, bà không nghe không? Trời ơi là trời, tại sao tôi đập chai với trời ơi là trời? Trời ơi là trời. Đưa cặn mặt cái mặt đẹp trai ra. Quá trời đẹp. Nhìn vậy chứ chưa có người yêu nha các bạn. Quyết sống một mình cho gái thèm chơi vậy đó.